Phong trào nuôi tôm tại vùng bãi ngang Hà Tĩnh đang phát triển nhanh trong những năm vừa qua, đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho các chủ hồ. Thế nhưng việc xây dựng các hồ tôm lại đang tự phát và thiếu quy hoạch, gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường. Các hồ nuôi đã xả nước thải ra ngoài mà không hề qua xử lý, làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường biển tại đây. Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà có 8 hectare diện tích nuôi tôm nằm ven biển. Mỗi ngày, các hồ nuôi này xả thải hàng trăm mét khối nước thải. Nước xả thải trực tiếp ra biển mà không hề được xử lý, mùi hôi nồng nặc. Diện tích nuôi trên có tới 2 điểm xả thải, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường vùng biển. Tôi đã cảm thấy là rất khó chịu, là cái nước ra và tôi thả lại trực tiếp là dân thả thủng ở trong bờ, mà và tôi vô vào đó thì con cá là làm là khó khăn rồi, là mà cái chân mà tôi là hồi xưa cái nước nó cái khé nó trong mà tôi rửa là cái nước da nó mặn lắm, mà khi nước xả xuống bây giờ đến như hồ nuôi tôm đến như á là bây giờ là mà tôi vào rửa là thấy chân rồi tay là nó ngứa gãy lắm. Được biết cái hồ nuôi tôm này bắt đầu nuôi từ năm 2013. Trong quá trình nuôi, các chủ hồ này không chú trọng đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải. Các hồ lắng nước thải được xây dựng sơ sài, không đưa vào sử dụng. Tất cả nước thải từ hồ nuôi được xả trực tiếp ra ngoài mà không qua hồ lắng lọc. Trong thời gian qua, phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở trên địa bàn phát triển tương đối mạnh. Nhiều tổ chức cá nhân đầu tư để khai thác tiềm năng vùng đất cát ven biển. Vấn đề này thì có thể nói rằng là phòng chuyên môn về lĩnh vực quản lý cũng như cấp ủy chính quyền chưa được quan tâm đúng mức đến công tác quản lý bảo vệ an toàn nuôi trồng thủy sản. Việc xả thải của các hồ nuôi tôm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường vùng biển, đặc biệt địa điểm xả thải nằm ngay cạnh khu du lịch bãi tắm Thạch Hải. Tình trạng này kéo dài thì hệ sinh thái biển sẽ bị đe dọa, cuộc sống người dân địa phương sẽ ra sao khi đều phụ thuộc vào nguồn lợi từ biển mang lại.